Xin kính chào các bác quay trở lại với channel của em. Hôm nay thì một ngày đầu năm mới, có một chút chém gió về Beijing X7. Khá là lâu rồi thì em cũng không ra video về Beijing X7, thì hôm nay cũng gọi là chém gió thôi. Tại vì có một ông anh, ông cũng muốn mua con xe Beijing X7 này. Và cách đây một tháng thì em có gọi điện lên sale của hãng thì bảo là không còn xe mới. Tóm lại hiện tại bây giờ là không có xe mới mà lăn bánh nữa. Thì bây giờ cũng không biết là Beijing X7 là lăn bánh là giá bao nhiêu. Khả năng là đợi model mới 2023 rồi. Thì model mới này thì nó sẽ nâng cấp hơn khá là nhiều. Và chính vì thế nên là hiện tại Beijing X7 cũ nó khá là giữ giá. Đấy, và nhiều người đang nói là trong phân khúc thì Beijing X7 đang gọi là giữ giá nhất phân khúc. Thì em cũng không biết là như thế nào, vì em cũng không phải là người buôn bán xe. Thì theo phân tích của em và em tìm hiểu hiện tại con xe của em mà chạy tầm 3 vạn 2022, model của em là 2021 nhưng mà nhận xe là 2022. Đấy, thì hiện tại là giá nó dao động tầm hơn 6 lít. Nếu mà giá của thợ bán ra thì tầm 6 lít rưỡi. Tầm 6 lít rưỡi quay đầu. Đấy, còn nếu mà giá mình bán ra thì chắc xấp xỉ 6 lít thôi. Chắc trong tầm đấy. Thì tính ra là 2 năm thì cũng là mất 200 củ. Nếu mà bây giờ bán đi, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì em cũng không bán. Và kể cả bây giờ có bán thì cũng chắc phải đổi lên xe và vài tỷ. Thế còn trong tầm giá bây giờ thì khá thích là Sportit. Gọi là Kia Sportit, là gọi là Sportit đấy. Nhiều người gọi Sportit đấy. Là cái con đấy nó còn gần 1 tỷ 2. Thì nó những tính năng nó tương đồng với Beijing X7 đấy. Nhưng mà thực tế thì nó không có sự khác biệt. Nếu mà mình mua con xe mà tiền nó chênh hơn hẳn mà nó không có sự khác biệt ý, thì nó cũng không có cảm xúc quá là nhiều. Đấy. Còn về phục vụ thì hiện tại thì em bây giờ là chỉ có gầm cao thôi. Gầm thấp là chắc chắn là sẽ không phục vụ được cho công việc của em. Nên là những con gầm thấp là ao hết rồi. Thì đấy, còn một chút chờ chia sẻ về Beijing X7. Những người nào mà hiện tại đang có ý định mua xe thì có thể đợi model mới. Khả năng model mới chỉ vài tháng nữa thôi. Và cũng có thể là do một phần là thị trường ô tô nó đang đi xuống, nên là Kylin họ không nhập xe về nữa. Vì trong tầm tiền thì ngày xưa 2020 thì Beijing X7 gọi là quá vô đối trong cái tầm tiền. Và tính năng giá trị nhất đó chính là hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường, Adaptive Cruise Control. Thì bây giờ hầu hết các xe nó đều có cái tính năng gọi là Safety Sense rồi đấy, hoặc là gọi ADAS đấy. Thì nó không còn quá nổi trội trong phân khúc nữa. Nhưng mà hiện tại Beijing X7 cũng là một con xe khá đẹp. Theo em phân tích là khá đẹp. Và số lượng xe bán ra thị trường cũng khá là nhiều. Em chỉ đi ở đường tỉnh thôi cũng gặp rất là nhiều, chưa tính đến Hà Nội. Hà Nội thì gặp rất là nhiều luôn. Và nhiều người đang phân vân là sau vài năm như thế thì xe nó có thiếu phụ tùng, phụ kiện hay không. Thì theo thông tin em được biết đi, Xiaomi cũng lắp ráp tại nhà máy của gọi là 3X này. Đấy, cái con xe Xiaomi mới nhất đấy. Đấy, cũng lắp ráp tại nhà máy 3X. Nên là 3X này nó gọi là một hãng xe khá là ok ở thị trường Trung Quốc. Nên là chúng ta không sợ về nó gọi là ôm con bỏ chợ giống như một số hãng xe khác. Nên là những bác nào mà đang có xe thì em khẳng định luôn là những bác đấy cũng rất là yên tâm, không sợ về việc là thiếu phụ tùng phụ kiện. Và em khẳng định luôn là chưa có bác nào phàn nàn là về việc thiếu phụ tùng phụ kiện, trừ khi những cái pha gọi là đâm đầu xuống đâu hoặc là hỏng cái gì đấy thôi. Hỏng cái gì mà nó không gọi là hiếm. Ví dụ như con xe này thì tay nắm cửa thì chắc chắn là
hãng nó sẽ rất là nhiều đấy, nên là tay nắm cửa thì sớm muộn thì các bác đi rửa xe ngoài, các bác không khóa cửa thì sớm muộn nó cũng dính đâu. Đấy, còn nhiều bác thì nói này nói kia là chưa sử dụng xe nên chưa biết. Thì em cũng có giới thiệu một ông anh đã định mua Santa Fe, nhưng mà cũng kiểu với để mua Santa Fe. Nhưng mà khi mà ngồi lên xe của em lái thì thấy rất là ok, quyết định là mua xe mới. Nhưng mà xe mới nó lại không có, nên cũng chính là một điều là quan trọng nhất là chúng ta thích cái gì, nó phục vụ cái mục đích gì cho chúng ta, nên chúng ta phải chọn xe nó phải phù hợp nhất. Đấy. Và anh đấy cũng ngồi lên Santa Fe rồi. Ngồi lên Santa Fe rồi, thực sự là để có sự khác biệt thì không, gần như không không có quá sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất chắc là tiền. Đấy. Với lại là khi mà có xe của em ấy, nó độ chip chân ga lên này, nó không còn độ lì nữa, nó không còn cảm giác khó chịu khi mà nhiều người đạp phải hất ga thì nó mới bắt đầu nó lên, nó chậm 1-2 giây rồi. Nhưng mà xe của em ấy là bây giờ là nó lên luôn, nên là đi rất là thích và nó khá là bốc. Và đặc biệt nên là nó không thua Santa Fe cái gì cả, không thua một cái gì luôn, kể cả về cách âm luôn. Đấy, nên là ông anh đã quyết định gọi là xuống tiền mua con này, nhưng mà rất tiếc lại không có xe mà mua. Tại vì tầm tiền của ông ấy là gọi là mua Santa Fe nhưng mà thiếu tiền, nhưng nên là chắc chắn sẽ mua xe mới, BX7 mới, chứ không mua BX7 lướt, vì nó thì tiền người ta thừa mà, tiền thừa và được trải nghiệm tương đương, nên là cũng tính toán căn ke lắm, nên là cũng không thích gọi là xe cũ, nên khả năng đang tính là sẽ đợi xe, nhưng mà cũng không biết được. Giờ từ giờ đến Tết nhiều khi ông ấy lại múc Santa Fe.